Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet và sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, mục tiêu yêu cầu công tác nhân sự Đại hội 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động. Theo thông báo hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều nội dung chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Về tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương thống nhất đánh giá, trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đại hội 13 của Đảng đã bầu được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 cơ bản bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu tương đối phù hợp, theo đúng phương hướng công tác nhân sự. Công tác nhân sự khóa 13 bảo đảm sự kế thừa, đổi mới, phát triển liên tục đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trên các lĩnh vực, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trung ương nhấn mạnh công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là việc hệ trọng, là then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu, yêu cầu công tác nhân sự Đại hội 14. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhất là các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo và uy tín, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Trung ương cũng nhấn mạnh thực hiện tốt phương châm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương đi đôi với phát huy mở rộng dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương báo cáo tiếp thu, giải trình Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh phê duyệt, ban hành thực hiện. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng, Trung ương đã nghiên cứu thảo luận, cơ bản tán thành kết cấu và những nội dung chính của dự thảo, phân tích, nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm ý nghĩa, chủ đề của Đại hội 14. Trung ương khẳng định, dự thảo báo cáo chính trị có nhiều nội dung mới, điểm nhấn khác biệt so với Đại hội 13, mang tầm chiến lược lịch sử, có tính chất cương lĩnh để thực hiện trong giai đoạn tới, đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với yêu cầu của thời đại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đạt được những thành tựu, kết quả nổi bật. Ban chấp hành Trung ương xác định, trong nhiệm kỳ Đại hội 14, cần tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đồng thời phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cùng với đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng, Trung ương nhận định, điều lệ Đảng hiện hành đã được thi hành 3 nhiệm kỳ. Cơ bản các nội dung của điều lệ Đảng hiện hành phù hợp thực tiễn, các quy định, hướng dẫn của Trung ương cụ thể, thuận lợi trong thi hành, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới. Ban chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương chưa bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 14, trên cơ sở tổng kết công tác thi hành điều lệ Đảng, đề nghị Đại hội 14 giao Ban chấp hành Trung ương khóa 14 chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng vào thời điểm phù hợp. Quy chế bầu cử trong Đảng, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện, Ban chấp hành Trung ương thống nhất bổ sung sửa đổi một số nội dung nhằm làm rõ hơn
bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, bố cục hợp lý hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, phê duyệt, ban hành, thực hiện. Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14. Ngày 20 tháng 9, trong ngày làm việc thứ 3 và phiên bế mạc Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Khánh Hòa và ông Đinh Văn Cường, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngoài ra, Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp để cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận cho ý kiến về chủ trương đối với đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Các ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về nhóm các vấn đề kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách, về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về nhóm các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong Đảng, tổng kết công tác nhân sự khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương 10. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu bế mạc hội nghị. Trung ương thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14. Ngày 19 tháng 9, hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm 2021 đến 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 đến 2030. Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025 đến 2027. Về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đề án sửa đổi, bổ sung quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2024, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 khai mạc tại Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.